Sách Vinh Quang Đức Maria của Thánh Alfonso Maria Liguori, tiến sĩ hội thánh, đấng sáng lập dòng Chúa Cứu Thế. Phần 2. Giảng thuyết về 7 lễ trọng kính Đức Mẹ. Lễ Đức Mẹ dâng mình. Trong thụ tạo, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ có một lễ hiến dâng nào cao trọng và trọn hảo như lễ hiến dâng của Thánh Nữ Đồng Trinh Maria tận hiến trong đền thờ Jerusalem lúc vừa lên 3 tuổi. Không phải mẹ đã hiến dâng lên Thiên Chúa một lễ vật hy sinh bằng máu, bằng hương thơm, vàng quý, nhưng là đã hiến dâng mình làm hy sinh toàn thiêu, làm lễ vật trường tồn lên Thiên Chúa uy linh chí thánh. Thiên Chúa đã thủ thỉ bên tai mẹ Maria lời mời gọi: hỡi bạn chí yêu, bạn hãy mau mau đứng lên đến đây. Diễm ca chương 2 câu 10. Chúa muốn mẹ hãy quên bỏ quê hương, cha mẹ và tất cả, mà chỉ một niềm ước mơ mến yêu và làm vui lòng Chúa. Chúa thầm nhủ trong lòng mẹ: con cha, hãy lắng tai nghe, hãy ngước mắt nhìn lên đi, hãy quên đi dân tộc con và mái nhà cha con. Thánh Vịnh 44 câu 11. Và mẹ Maria đã ngoan ngoãn vâng theo lời Chúa. Chúng ta hãy suy niệm lễ vật mẹ Maria tự hiến dâng trót mình cho Thiên Chúa đã đẹp lòng Chúa nhường nào. Qua hai điểm: mẹ đã mau mắn hiến dâng, không trì hoãn, và mẹ đã tận tuyệt hiến dâng, không giành lại phần nào. Tiết thứ 3: Maria mau mắn hiến dâng. Hiến Chúa trót mình từ phôi dựng. Ngay từ phút giây đầu tiên thai nhi Maria được thánh hóa trong lòng thân mẫu, cái giây phút mẹ được phôi dựng vô nhiễm hoàn toàn, mẹ đã biết dùng lý trí một cách hoàn hảo. Đó là chủ trương của cha Suarez và chung các tiến sĩ. Cha Suarez viết: theo Thánh Thomas, cách thánh hóa một linh hồn trọn hảo nhất là thánh hóa linh hồn đó bằng công đức riêng mình. Nên chúng ta phải tin rằng mẹ Maria đã được thánh hóa theo cách ấy. Nếu các thiên thần và nguyên tổ Adam đã được thánh hóa theo cách trên như Thánh Thomas quả quyết, thì hẳn mẹ Maria cũng được thụ ân như vậy. Chúng ta tin rằng Chúa đã đặc tuyển mẹ làm mẹ Chúa, thì do đó Chúa phải riêng ban cho mẹ những đặc ân vượt trên ân huệ của hết mọi thụ tạo. Thánh Thomas đã viết: Chúa Giêsu Kitô đã mặc bản tính nhân loại nơi mẹ Maria, nên đã trào đổ nơi mẹ tràn đầy ân sủng hơn hết mọi thụ tạo. Hơn nữa, cha Suarez thêm: tư cách làm mẹ của mẹ cho mẹ được đặc quyền trên toàn thể báu tàng của con mẹ. Nhờ ơn ngôi hiệp, Chúa Giêsu Kitô đã được sung mãn hết mọi ân sủng, thì cũng nhờ thiên chức làm mẹ Thiên Chúa, mẹ được Chúa trao ban tất cả những ân sủng trọng đại hơn toàn thể các thần thánh hợp một, như là trả mẹ món nợ tình con, cũng là thích hợp hoàn toàn vậy. Thế nên từ vừa phôi dựng, Maria nhận biết Thiên Chúa và nhận biết hoàn toàn, sẽ không có một ngôn ngữ nào có thể diễn tả được tâm trí mẹ đã thấu nhập những tầng sâu bí nhiệm của thần tính Chúa như thế nào. Vừa được một tia sáng đầu tiên rọi chiếu, mẹ đã tận hiến ngay toàn thân cho Chúa, hiến phú trót mình để mến yêu và làm vinh danh Chúa. Một thiên thần đã đến cho thánh nữ Brigitta biết điều đó và thêm rằng: ngay từ vừa phôi dựng, nữ vương Maria đã quyết tâm với một tình yêu mến bao la hiến dâng Thiên Chúa trọn tâm tình ý hướng cho đến trót đời. Không ai có thể hiểu được ý chí mẹ đã nồng nhiệt nhất tâm thuận ý với thánh ý Chúa trong mọi sự đến mức nào. Theo thông tục Do Thái, theo nhiều tác giả,
song thân thánh nữ vô nhiễm Maria, tức là thánh Gioa-kim và thánh nữ Anna, đã tuyên hứa, đúng hơn đã khấn hứa hiến dâng người con chi ái Chúa đã ban cho các ngài đó vào phụng sự trong đền thờ. Mặt khác, những người Do Thái chú tâm giáo dục con em nên hiền lương đạo hạnh, đã theo một cổ tục gửi con em mình vào thụ giáo những căn phòng phụ cận đền thờ. Cùng với sử gia thời danh Do Thái Josepho Flavio và các tác giả Baronin, Necefo, Cedreno, Suarez đều xác nhận sự kiện này. Thánh Gioan Dama, Thánh Ambrosio, Thánh Anselmo, giáo chủ Gregorio, Nicomedia cũng đồng thanh tuyên nhận. Một đoạn sách Maccabe còn chứng minh điều ấy rõ ràng. Hồi tướng Heliodo đột nhập đền thờ cướp đoạt vàng bạc gửi nơi đó. Các nữ trinh lưu trú tại đền thờ đã chạy tới thượng tế Onias vì nơi thánh đã bị khinh xúc. 2 Maccabe chương 3 câu 19. Đức Maria đã biết rõ cha mẹ đã khấn hứa gửi mình vào đền thờ như vậy. Theo thánh Gemano, thánh Epiphan quả quyết, thoạt vừa bắt đầu lên 3 tuổi, cái tuổi còn phải được cha mẹ dày công thúc giục, mẹ đã ước muốn được lên đền thờ, trịnh trọng hiến dâng mình cho Chúa. Mẹ đến thưa trình cùng hai đấng sinh thành, xin các ngài đưa đi Jerusalem để chu toàn lời khấn hứa. Và theo thánh Gregorio Nice, thánh nữ Anna, một bà mẹ hiền đức, đã không ngần ngại đem con hiến dâng cho Chúa. Thế là thánh Gioa-kim và Anna lên đường, quảng đại hy hiến lên Thiên Chúa một của lễ cao quý nhất trên đời. Hai ngày thay nhau bế ẵm con yêu dấu trên đường từ Nazareth đến Jerusalem, một lộ trình dài từ 120 đến 130 cây số. Vì Maria còn nhỏ quá, không thể đi hết được con đường giằng giặc ấy. Cũng có một vài người bà con đi theo, nhưng theo giáo chủ Giorgio Nicomedia, các thiên thần chen chúc nhau theo họ trên đường, tháp tùng và giúp đỡ đức trinh nữ vô nhiễm yêu thương sắp hiến dâng mình cho Thiên Chúa. Nhưng bước sen của công chúa mỹ lệ biết bao. Sách Diễm Ca chương 7 câu 2. Vừa đi các thiên thần vừa ca lên khúc hát ấy: vâng, ôi công chúa cao sang, ôi ái nữ của đấng tạo thành, gót sen của mẹ trên đường hiến tế đẹp đẽ biết bao, thỏa lòng Thiên Chúa chừng nào. Cha Bernardo Busti viết: nhìn thấy bạn chí yêu lên đường về đền thánh, Thiên Chúa hỷ hoan với cả triều đình thiên quốc. Chưa bao giờ có thụ tạo nào thánh đức và quý yêu lên đền thờ tận hiến cho Chúa chí cao như mẹ. Thánh Gemano, giáo chủ Constantinopolis ca lên: ôi Maria, mẹ hãy tiến vào đi. Ôi nữ vương thế giới, ôi mẹ Thiên Chúa, mẹ hãy tiến vào đi. Mẹ hãy hân hoan tiến vào nhà Chúa đi. Nơi đây mẹ sẽ đợi chờ Thánh Linh đến làm mẹ nên mẹ con một Thiên Chúa. Đoàn người dừng lại trước đền thờ. Ấu nữ Maria hoan hỷ quay lại song thân, quỳ gối hôn tay các ngài và xin các ngài chúc lành lần cuối cùng. Rồi mẹ quả quyết tiến lên không nhìn lại. Mẹ bước lên 15 cấp, những cấp mà theo sử gia Josepho và tác giả Arias Montano đã trích dẫn là những cấp dẫn tới đền thờ. Tới nơi, mẹ trình diện trước mặt vị thượng tế. Vị thượng tế theo thánh Gemano không ai khác ngoài thánh Zacharia. Mẹ giã từ thế tục, thải bỏ hết những gì thế tục hứa cho đồ đệ mà hiến dâng tận tuyệt cho Chúa. Chim bồ câu bay bổng.
con bồ câu ông Noe hạ khỏi tàu sau đại hồng thủy đã ở biệt ngoài tàu để kiếm ăn trên những xác chết. Nhưng con bồ câu đã trở lại tàu vì không tìm được chỗ đỗ chân. Sáng Thế chương 8 câu 9. Biết bao linh hồn Chúa sai vào thế gian đã đốn mạt tìm ăn những của phàm trần. Mẹ Động Trinh Maria, bồ câu thiên cung của chúng ta không vào số đó. Mẹ thấu hiểu chỉ có Thiên Chúa mới là bảo tàng duy nhất, là hy vọng duy nhất, là tình yêu duy nhất. Mẹ thấu hiểu thế gian chông gai nguy hiểm, càng xa bỏ thế gian sớm ngày nào, càng thoát ly giò lưới thế gian giăng mắc sớm ngày đó. Cho nên mẹ đã vội vã giã từ thế gian ngay giữa tuổi ấu thơ, đến giam mình vào thanh lặng linh thiêng của đền thờ, để nghe tiếng Chúa rõ hơn, phụng sự và mến yêu Chúa trọn lành hơn. Thế là ngay lúc vừa chập chững bước vào đời, mẹ đã được Thiên Chúa quý yêu thỏa chí, như giáo hội đã đặt lời sau đây lên miệng mẹ: những ai yêu mến Thiên Chúa, hãy cùng mẹ hoan hỷ, vì dầu mẹ còn ấu thơ, mẹ đã được phúc làm hài lòng Thiên Chúa. Theo đó, mẹ Maria đã được sánh với Nguyệt Cầu. Thật vậy, Nguyệt Cầu quay hết vòng quỹ đạo mau hơn các hành tinh khác, thì mẹ Maria cũng mau tới bậc trọn lành hơn hết các thánh, ngay lúc mẹ hiến dâng trọn mình cho Chúa một cách mau mắn không trì hoãn và trọn vẹn, không giành lại chút nào.